như thế nào ạ? Ôi mình phải cắt đi. Anh đèn sáng ở trên màn hình, 2 giờ đêm vẫn còn lung linh. Quen chiều khuya như là bạn mình. Nghe tiếng nhạc còn đập rung rinh ngay bên loa. Đêm mình thêm say thêm ca, chỉ cần anh em ngay bên ta. Anh vẫn cày cuốc hăng say như ngày trước, dù không biết sau này họ sẽ nhớ đến hay quên ta. Nhớ khi xưa những ngày đói, khi mà động lực duy nhất là những lời cười khen. Giờ còn hơn ông thầy bói, vì mỗi đêm ta đều có hàng vạn nghìn người xem. Bốn bề đều là những người anh và người em, gặp nhau mỗi đêm 100 kênh chat nhỏ. Chấm đỏ tắt vào lúc mặt trời lên, nhưng đam mê không ngủ quên ở trong căn gác nhỏ. Con chăm làm, trăm phần trăm mỗi khi nâng chén. Chăm on cho vài trăm ngàn anh em lâu lâu lại. Mình dừng lại, đừng đi xin. Let's go! Hey! G! Anh ơi!